Trong phân khúc máy lạnh giá rẻ thì thương hiệu Comfy đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Và trong năm 2020 thì thương hiệu này đã ra rất là nhiều dòng máy lạnh, và trong đó có dòng Sirius A9ED. Và ngoài thế mạnh về giá cả ra thì chiếc máy lạnh này có gì đặc biệt? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Sirius A9ED có công suất là 1 ngựa, thích hợp với những căn phòng có diện tích dưới 15m². Máy có vỏ ngoài màu trắng quen thuộc, ngoài logo Inverter, logo Comfy và đèn LED hiển thị chế độ ra thì trên thân máy hoàn toàn không có bất kỳ màu sắc nào khác. Và có thể khi nhiều bạn nhìn vào thì thấy nó rất là nhàm chán và đơn điệu, nhưng với cá nhân của Hưng thì Hưng rất là thích cái sự đồng bộ này, vì nhìn vào nó rất là sạch sẽ nè và nguyên khối. Mặc dù máy không có màn hình hiển thị nhiệt độ nhưng lại có một cụm đèn báo ở đây, và nếu muốn tắt đi hay mở lại thì mình chỉ cần nhấn nút display trên remote. Cánh đảo gió cho phép chúng ta điều chỉnh theo 12 mức độ phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. Nhưng mà hơi tiếc một tí xíu là cánh đảo gió này nó không có tự động và chúng ta phải chỉnh từng nấc một. Còn muốn đảo gió mà trái phải thì chúng ta phải điều chỉnh bằng tay. Và khi mình chỉnh cánh đảo gió hướng lên trên thì sẽ thấy nắp dàn lạnh có phần bo cong nhẹ ở đây. Và với thiết kế bo cong này thì hướng gió nó sẽ được thổi lên trần nhà, lan theo vách mà tỏa ra khắp nhà chúng ta, không thổi trực tiếp vào người, cho nên là sẽ không có gây cái cảm giác là bị lạnh bất ngờ hay là bị khó chịu. Và cái phần nắp thân máy này chúng ta có thể mở ra được nha các bạn, nhưng mà hơi khó tí xíu tại vì nó hơi cứng, cũng dùng lực khá mới mở ra được á. Đây. Và các bạn thấy bên đây đó là cái bộ lớp lưới lọc HD, một lớp lưới bên ngoài và bộ lọc bên trong. Đây, Hưng dở cho các bạn cùng coi. Nãy gì nó cứ được cái gì nó cũng cứng á các bạn. Rồi. Đây nè, đó. Tháo ra đây. Đây là lớp lưới bên ngoài và bộ lọc bên trong. Thì bộ lọc và lớp lưới này nó có khả năng là chống bụi bẩn và những cái tác nhân gây ra dị ứng như là phấn hoa hay là lông chó mèo. Và khi lấy cái lớp lưới lọc này ra thì các bạn thấy là phần thân máy đã hiện rất là rõ. Và các bạn thấy lớp phủ màu vàng này không? Theo thông tin từ hãng thì bên trong máy được phủ một lớp tản nhiệt mạ vàng. Lớp phủ này giúp bảo vệ bề mặt dàn tản nhiệt, hạn chế quá trình ăn mòn do các tác nhân thời tiết, nâng cao tuổi thọ sản phẩm và tăng hiệu quả làm mát. Và không chỉ dàn lạnh mà còn cả dàn nóng cũng được phủ một lớp tản nhiệt mạ vàng này. Nhờ sự kết hợp giữa bộ lọc HD này và dàn tản nhiệt được mạ vàng sẽ bảo vệ bên trong cái phần thân máy, giúp cho máy hoạt động êm ái và tăng tuổi thọ. Và đây là cái remote đi kèm theo máy lạnh này nè các bạn. Và có 3 điểm hơn rất là ưng ở chiếc remote này. Đầu tiên là nhìn nó khá là vui mắt ha. Nhìn nó giống mấy cái điện thoại đồ chơi ngày xưa, điện thoại siêu nhân gao đồ kiểu như này. Đó. Cái thứ hai á là những cái nút trên đây nó làm bằng chất liệu dạ quang, cho nên là trong bóng tối thì các bạn sẽ thấy là nó sáng lên. Và cuối cùng á, một cái điều nữa là nó có đèn phát sáng ở đây, tức là chúng ta điều khiển trong bóng tối không phải sợ nữa, khi mà không thấy nhiệt độ trên máy lạnh thì cũng có thể thấy nhiệt độ hiển thị trên remote này. Và dĩ nhiên khi xài máy lạnh thì ai cũng muốn máy lạnh nè làm lạnh thật là nhanh, đặc biệt là khi chúng ta đi học về hay là đi làm về thì muốn vào phòng ngay thì có không gian thoải mái. Và chức năng turbo làm điều này rất là dễ dàng nhờ tăng công suất máy nén và tăng cái tốc độ quạt lên, cho nên là việc mà chúng ta có một cái nhiệt độ mình mong muốn rất là dễ dàng. Và khi chúng ta bấm nút follow me trên remote này thì bộ cảm biến sẽ đo được nhiệt độ chính xác của khu vực gần remote nhất, sau đó gửi tín hiệu về máy lạnh để máy lạnh có thể chuyển nhiệt độ xung quanh remote đúng như là nhiệt độ cài đặt. Rồi, và lúc đầu Hưng đã chia sẻ máy lạnh này có công suất là 1 ngựa, mà công suất làm lạnh là một trong những cái tiêu chí quan trọng để chúng ta lựa chọn một chiếc máy lạnh cho gia đình của mình. Ví dụ nha, chẳng hạn như nhà của bạn 15m² thì chiếc máy lạnh này sẽ rất là ok trong cái không gian đó. Nhưng mà nếu đặt nó ở không gian lớn hơn, 20m² chẳng hạn, thì nó sẽ làm lạnh cũng được nhưng mà lâu hơn. Còn rộng hơn thì sao? Wow, rộng hơn thì nó vẫn gồng mình, nó chạy nhưng không lạnh. Và cuối tháng gửi tiền điện về thì thôi rồi luôn, ngất xỉu ngay. Tiền điện thì tăng nhưng mà máy lạnh không hoạt động đúng công suất của nó cũng không như ý chúng ta, vừa nóng vừa phải trả tiền điện. Thôi, chúng ta nên lựa chọn một chiếc máy lạnh nào phù hợp với không gian phòng của mình là tốt nhất. Và với chiếc máy lạnh này thì nỗi lo tiền điện còn giảm đi rất là nhiều nhờ công nghệ Inverter, giúp máy lạnh vận hành ổn định, êm ái, tiết kiệm hơn rất là nhiều so với máy lạnh thông thường. Ngoài ra kết hợp với chế độ Eco, máy sẽ chạy ở công suất thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm lạnh hiệu quả. Nhiệt độ lúc này sẽ được máy điều chỉnh lên 24 độ và quạt chuyển sang mức tự động tiết kiệm điện năng. Và cá nhân của Hưng thì Hưng hay sử dụng chế độ Eco vào những ngày trời nó không quá nóng hoặc là buổi tối lúc ngủ, như vậy thì sẽ tiết kiệm được khá tiền điện luôn á. Và để hỗ trợ tốt hơn cho việc tiết kiệm thì máy lạnh này còn sử dụng ga R32. Loại ga này cho khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, làm lạnh sâu mà không có cảm giác bị lạnh ngắt, tốt cho sức khỏe mà còn bảo vệ môi trường nữa. Không chỉ vậy, máy còn cho phép chúng ta hẹn giờ bật tắt tối đa 24 tiếng, rất là tiện lợi. Và sau một khoảng thời gian sử dụng, Hưng nghĩ là tầm khoảng 1 tuần á, thì chúng ta nên sử dụng chế độ tự làm sạch dàn lạnh self-clean của máy. Khi nhấn giữ nút tự làm sạch 2 giây ở chế độ làm lạnh, máy sẽ tự động thổi gió nhẹ trong 16 phút
nhằm hong khô giàn lạnh, làm sạch nước, bụi bẩn còn sót lại. Nhờ vậy mà giàn lạnh sẽ được làm sạch cho chất lượng không khí tốt hơn, thanh mát hơn. Tuy nhiên cái chức năng này nó chỉ làm khô và tránh làm mốc bên trong máy mà thôi. Còn riêng hơn thì Hân vẫn khuyên các bạn là khoảng 6 tháng một lần chúng ta nên sử dụng dịch vụ làm vệ sinh máy lạnh. Như vậy thì mấy anh nhân viên tới nha sẽ làm sạch bên trong mọi ngóc ngách của máy lạnh luôn. Và bụi bẩn bên trong máy lạnh đôi khi cũng chính là nguyên nhân làm giảm cái năng suất làm lạnh của máy lạnh. Và đặc biệt là có thể gây ra những cái tiếng động khó chịu nữa. Cho nên các bạn chú ý nha. Về cơ bản thì chiếc máy lạnh Cirrus A9ED này của Comfy không có quá nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại. Tuy nhiên nó đáp ứng hai tiêu chí hàng đầu của một chiếc máy lạnh, đó chính là làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện. Không chỉ vậy, với ưu thế và giá cả chỉ khoảng 7 triệu đồng mà thôi thì hơn chắc chắn đây là một chiếc máy lạnh rất là đáng cân nhắc để chúng ta mua về nhà trong mùa nắng nóng này. Đặc biệt là các anh chị sinh viên nè, các anh chị công nhân viên, chúng ta cần một chiếc máy lạnh trong mùa nắng nóng thì đừng quên là điện máy xanh có chương trình trả góp với rất là nhiều ưu đãi dành cho các anh chị. Máy lạnh Comfy Inverter một ngựa Cirrus A9ED siêu tiết kiệm điện nhờ công nghệ inverter và chế độ eco, làm lạnh nhanh chóng cùng chế độ turbo, loại bỏ tác nhân gây dị ứng hiệu quả nhờ bộ lọc hai lớp HD, làm lạnh chuẩn như cài đặt tại vị trí, đặt remote với cảm biến follow me, kiểm soát máy hoạt động hiệu quả với chức năng hẹn giờ bật tắt, kéo dài tuổi thọ nhờ khả năng tự làm sạch.